Trong video này đây các bạn có thể nhìn thấy mình đã tập hợp được bốn bạn sinh vật, đó là hai ngan và hai gà cộng với cả bạn mèo Kiki. Chúng ta đang ngồi đang nằm ở đây trên một đỉnh của một cái đống thảm màu xanh. Các bạn ấy đều là những cái con vật rất là đáng yêu. Các bạn xem video trên kênh Kỹ thuật Mèo VN thì thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé để mình có thêm động lực làm video tiếp theo. Hôm nay mình đang quay mèo Kiki cùng với những sinh vật huyền thoại ngan đen, ngan vàng và song gà. Hai bạn ngan này mình để ý lúc nào bạn ấy quấn quýt với nhau, tuy rằng khác màu thôi nhưng mà này là chung một nhà đấy, đáng yêu kỳ luôn.